Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quy luật thức ăn trong thiên nhiên. Quy luật 1. Mỗi loài vật đều có một loại thức ăn riêng. Loài bò chỉ ăn cỏ, không ăn bất kỳ thức ăn nào khác. Loài cọp chỉ ăn thịt, cũng không ăn thứ gì khác. Và loài người ăn hạt cốc, hay còn gọi là ngũ cốc. Trong đó có gạo lứt. Bò chỉ ăn cỏ, nhưng thịt của nó nhiều, xương của nó to, và tim, gan, phèo phổi, sừng da, lông móng đều có đủ, không thiếu một cơ quan nào. Tất cả các cơ quan và bộ phận của loài bò đều được hình thành từ cỏ. Cỏ là loại thức ăn phù hợp với hệ tiêu hóa và sự chuyển hóa của loài bò. Khi ăn cỏ vào, hệ tiêu hóa làm việc và tự chuyển hóa ra đủ các chất cần thiết cho cơ thể của con bò. Quá trình chuyển hóa này thật là tinh vi mà bộ óc con người chưa thể hiểu được. Bằng cách nào hệ tiêu hóa của con bò tạo được sự chuyển hóa này, tạo ra đủ các cơ quan bộ phận khác nhau từ cỏ? Chưa có người nào hiểu được, các nhà khoa học cũng không thể hiểu được. Cơ thể con bò là một nhà máy tuyệt vời, hoàn hảo, từ một nguyên liệu đầu vào là cỏ, mà cho ra rất nhiều sản phẩm khác nhau, rất sinh động. Nhà máy này, con người không thể kiến tạo được. Tương tự, loài cọp chỉ ăn thịt, và nó cũng có đủ các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Đây là điều tuyệt vời của tạo hóa. Chỉ cần ăn đúng thức ăn của loài mình, thì bộ máy tiêu hóa sẽ chuyển hóa thức ăn thành đủ các chất cho cơ thể sử dụng mà không cần ăn thêm bất kỳ một thứ gì khác. Quy luật thứ hai, loài này xâm phạm thức ăn của loài kia sẽ dẫn đến mất mạng. Loài bò ăn cỏ nhưng không cho ăn cỏ mà ăn thịt, thì liệu loài bò có sống được không? Ngược lại, cho loài cọp ăn cỏ thì loài cọp có sống lâu được không? Chắc chắn không thể. Còn nữa, loài bò ăn được cỏ nhưng không ăn được lá thầu đâu, hay còn gọi là lá xoan. Lá thầu đâu rất độc đối với loài bò, nên khi ăn vào loài bò bị ngộ độc mà chết. Trong khi đó, loài dê rất thích ăn lá thầu đâu. Khi ăn lá thầu đâu, loài dê còn cho nhiều sữa. Các bác nông dân muốn thu hoạch nhiều sữa thường cho dê mẹ ăn lá thầu đâu. Loài bò ăn cỏ thì sống, nhưng ăn thịt thì chết, ăn lá thầu đâu cũng chết. Còn đối với loài cọp ăn cỏ của loài bò cũng chết. Rõ ràng, loài này ăn vi phạm vào thức ăn của loài khác thì không thể tồn tại được. Những thức ăn của loài khác không hợp với hệ tiêu hóa của loài này sẽ làm rối loạn hệ tiêu hóa, rối loạn sự chuyển hóa và rối loạn các tuyến tiêu hóa. Rối loạn lâu ngày sẽ sinh bệnh, thậm chí rối loạn nhiều có thể gây mất mạng nhanh chóng. Giống như ăn uống nhầm chất độc sẽ làm rối loạn hệ tiêu hóa trước, sau đó mới rối loạn các hệ khác và dẫn đến mất mạng nếu không chữa trị kịp thời. Nhìn lại, loài người hiện đang vi phạm trầm trọng hai quy luật thức ăn trong thiên nhiên. Chúng ta ăn rất nhiều món. Dùng từ mỹ miều là thức ăn loài người hiện đại rất phong phú. Con người đang ăn thịt, thức ăn của loài cọp, ăn rau củ, thức ăn của bò, dê, ăn trái cây, thức ăn của loài chim, loài khỉ. Không những thế, chúng ta còn tạo ra nhiều thức ăn khác, rất đa dạng về khẩu vị và đa số không phù hợp với hệ tiêu hóa của con người. Hậu quả là con người đang trả giá mất mạng dần dần thông qua bệnh tật. Vi phạm thì phải trả giá, luật thiên nhiên rất công bình. Vi phạm nhẹ thì bệnh nhẹ, vi phạm nặng thì bệnh nặng, vi phạm nặng hơn nữa thì mất mạng. Ông bà có dạy rằng, thuận thiên thì sống, nghịch thiên thì chết, ăn uống không hợp với tự nhiên cũng là nghịch thiên. Lý thuyết dinh dưỡng hiện đại bảo rằng, chúng ta phải ăn đủ các nhóm chất đường, đạm, mỡ, muối khoáng, các nguyên tố vi lượng, vitamin. Lý thuyết này hoàn toàn không đúng. Đồng ý rằng trong cơ thể con người có đủ các nhóm chất này và cũng lưu ý rằng trong cơ thể bất kỳ con vật nào cũng có đủ các nhóm chất này. Nên nói lại rằng, trong cơ thể loài người cũng như loài vật đều tồn tại các chất đường, đạm, mỡ, nước, muối khoáng, các nguyên tố vi lượng, vitamin, chứ không phải là loài người phải ăn đầy đủ các nhóm chất này. Con bò không ăn thịt, nhưng lượng thịt trong cơ thể con bò rất nhiều. Bò chỉ ăn cỏ, nhưng xương của nó rất to. Như vậy, chỉ cần cung cấp đúng nguyên liệu đầu vào của mình, thì nhà máy cơ thể sẽ sản xuất đủ các sản phẩm để sử dụng. Chính vì lý thuyết ăn nhiều nhóm chất này đã đẩy con người hiện đại vi phạm trầm trọng hai quy luật trên của thiên nhiên. Vi phạm thì phải bị phạt, và con người bị phạt qua việc mắc nhiều loại bệnh tật. Chúng ta đang mất mạng dần dần qua bệnh tật do vi phạm hai quy luật trên. Nhưng có mấy ai hiểu được, hàng ngày chúng ta vô tư ăn nhiều món, nhiều thứ và tưởng rằng đã có lý thuyết dinh dưỡng hiện đại bảo kê. Không biết rằng ăn càng nhiều, vi phạm càng nặng hơn, bệnh tật càng nhiều hơn và nặng hơn. Vậy làm sao có được một cuộc sống hạnh phúc?
问怎么地做和